Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của cảnh sát viên Phương Phạm thuộc thành phố Westminster. Còn vài phút cuối cùng đó thì Phương muốn chia sẻ những cái sinh hoạt của Hiệp hội Cảnh sát ở Westminster. Julie xin được nhắc với quý vị, đây là một cái hiệp hội không nhất thiết là những thành viên trong cái hiệp hội này là những cảnh sát viên, mà ngoài ra còn là nhân viên của Sở Cảnh sát, phải không Phương? Phải. Vâng. Thưa quý vị, thì cái hiệp hội này gọi là Westminster Police Officer Association. Thì những cái người trong hiệp hội này là những cái người cảnh sát viên cũng như những người nhân viên trong cái ty cảnh sát. Mà chúng tôi làm những cái việc thì hàng tháng mà những người nhân viên ở trong cái hiệp hội này ai cũng đóng góp một cái số tiền. Vô thì hàng năm mình làm những cái chuyện mà giống như mình donate cho những cái organization nào đó, hoặc là mình giúp những cái gia đình nào đó cần. Và giống như có nhiều cảnh sát viên hàng năm mình làm một cái có cái đội bóng, thì mình tình nguyện mình đi huấn luyện hoặc là dạy cho basketball những basketball cho những các em. Và chúng tôi trong cái hiệp hội này làm những cái nhiều chuyện tình nguyện. Thì và một cách nữa là để giúp cộng đồng, và trong cộng đồng Việt Nam mình thì có chưa có biết đến cái association hoặc là cái hiệp hội cảnh sát của Sở Cảnh sát. Thành ra gần đây, sau đây thì trong cái hiệp hội chúng tôi sẽ làm những cái buổi cho cộng đồng gặp gỡ những nhân viên của trong cái hiệp hội này. Và cũng gần đây có một cái buổi cà phê ở cà phê Đen Đá. Và có nhiều người thắc mắc tại sao thấy nhiều cảnh sát quá và ai cũng sợ. Nhưng mà cái đó là một cái mục đích để chúng tôi đến, để không phải là làm sợ cho ai sợ. Và cái buổi sáng đó cũng mời những người khách cà phê. Thì sau này Phương sẽ làm một buổi như vậy ở một chỗ khác cho quý vị đến để gặp gỡ những người trong cái hiệp hội này. Và cái đó là mục đích để gặp và biết, giống như mình phục vụ trong cộng đồng. Nhiều khi những người trong cộng đồng không có biết chúng tôi là ai, thì đây là một cái cách để cho gặp gỡ với nhau. Nhưng mà thường xuyên mình làm bao nhiêu lâu, một lần bao nhiêu lần trong vòng một năm? How often you guys do that? Thì tùy theo thì giờ đấy có thôi. Nhiều khi tháng 8 mình có không, hay là tháng 9 mình có không? Có thể tháng 9 mình làm được. Chắc chắn rằng là Julie cũng sẽ mời các anh chị em trong hiệp hội của ty cảnh sát của Westminster để lên ra mắt quý vị. Đây là một cái công việc mà that's a good idea. Nhưng mà Phương biết không, nhiều khi tự dưng thấy một dàn xe cảnh sát, rồi toàn là cảnh sát mặc áo uniform, thì ai cũng sợ là cái câu đầu tiên mà trong đầu người ta nảy ra là chuyện gì đã xảy ra. Ở đó có án mạng hay là có một cái chuyện gì đã xảy ra để mà cảnh sát phải kéo đến như vậy. Thì không biết là Phương và cũng như là hiệp hội có một cái cách nào để mà làm, để mà cho người dân cảm thấy là họ có thể welcome đến mà họ không có bị sợ hãi. Thì hy vọng là lần sau lúc mà làm thì mình cũng đưa treo tin báo là gì đó để cho quý vị biết. Mời đến. Nhiều khi không mời và không có làm mà báo tin trước đó, thì nhiều khi người ta đến người ta cũng sợ. Đúng rồi. Thì và cũng muốn quý vị biết rằng đây là một cái hiệp hội của nhân viên làm cho Sở Cảnh sát, chứ không phải là mình cái đại diện cho cái Sở Cảnh sát mình đi làm vậy. Thành ra những cái chuyện mình làm tại trong cái hiệp hội này mình làm, chứ không phải là mình là đại diện cho cái Sở Cảnh sát. Cái hiệp hội này của ty cảnh sát Westminster đã thành lập được bao nhiêu lâu rồi? Thì bao lâu thì Phương không biết, nhưng mà từ khi lúc mà thường thường ở đây những cái công ty nào người ta cũng có một cái hiệp hội như vậy. Thì Sở Cảnh sát hoặc là thành phố nào cũng có một cái hiệp hội như vậy. Công ty cũng có hiệp hội. Thành ra nếu mà hỏi bao lâu thì Phương không biết cái ngay bây giờ chưa có trả lời được cái câu hỏi đó. Để Phương hỏi. Những cái buổi gặp gỡ như vậy đó Phương, thì Phương có khuyến khích là
các bạn trẻ, các con em của quý vị nếu có ý định muốn trở thành một cảnh sát viên hoặc là một người về quân trong quân đội thì đây cũng là một cách, một cái dịp để các em đến tìm hiểu thêm về cái đời sống quân ngũ, thì, đời sống của cảnh sát. Đúng chị, thì đây là một cái cơ hội để cho gặp gỡ cộng đồng, gặp gỡ những người làm trong sở cảnh sát. Và nếu mà các em, các cháu nếu mà có nghĩ rằng mình sau này muốn đi làm thành một cảnh sát viên thì đến đó để gặp gỡ, nói chuyện, hỏi để biết việc làm và cũng như là biết cái nghe nói anh Phương, Phương là ai thì để biết mặt anh Phương hoặc là một cái người cảnh sát nào đó. Thì dù sao mình ở trong cái cộng đồng, ở trong thành phố này thì mình cũng muốn biết cái những cái người mà làm để bảo vệ mình là ai. Và công việc của những người cảnh sát viên cũng như trong quân đội rất là nguy hiểm, Julie phải nói thẳng. Tuy nhiên thưa quý vị, con người chúng ta mỗi người có một số mạng, trời gọi thì chúng ta giả, tuy nhiên nhưng mà đa số phụ huynh lại sợ rằng thì là nếu con em của họ đi cảnh sát hoặc là đi quân đội thì cái nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thật sự ra khi mà trời gọi thì mình ở đâu thì mình cũng bị gọi Trong gia đình Phương thì cũng nói, nhưng mà Phương thì theo chị nói cái đó cũng đúng, thì mỗi người có một cái số mạng. Nhưng mà nguy hiểm thì nếu mà nói chuyện việc nguy hiểm thì cái công việc của chúng tôi nguy hiểm hơn là những cái công việc khác như thường dân. Nhưng mà thì dù sao mình cũng có những cái sự huấn luyện, học hỏi và cái cách làm việc để làm sao cho mình an toàn hơn. Thành ra cái cách đối phó với cộng đồng và giống như người dân làm việc với cảnh sát phải làm sao để cho cái người cảnh sát viên đó cảm thấy người ta không có bị ngay cái lúc đó không có bị nguy hiểm. Giống như là mình đi ra đường thì người ta không biết mình là ai, người ta đến hỏi hoặc là có thể là người ta nghi mình cái gì thì lúc nào cảnh sát viên lúc nào cũng coi nhìn cái tay là cái quan trọng nhất. Thành ra lúc mà cảnh sát đến mà chặn xe lại mà đến nói chuyện thì lúc nào cũng phải thấy cái tay, nhất là ban đêm. Tay là thành lái. Vì cái tay là cái đó là để có thể dùng để làm vũ khí hay là dao, súng đó. Thì lúc nào thì những cái chuyện nào mình hiểu biết với nhau, cái cách làm việc của người cảnh sát và những người dân có thắc mắc gì tại sao cảnh sát làm như vậy thì mình hiểu biết nhau thì cái cách làm việc nó sẽ dễ hơn nữa. Làm cách nào để cho mọi người biết thêm thông tin của những sinh hoạt của ti cảnh sát Westminster? Ti cảnh sát thì có cái trang mạng, thì quý vị cứ Google Westminster Police Department, nhưng mà ở đây có nhiều khi Westminster lại có Westminster Colorado, nhưng mà nhớ là Westminster California. Hoặc là quý vị cứ gọi thẳng vô cái số cái tổng tài, hoặc là nếu mà quý vị cần hỏi thẳng Phương đó thì cứ gọi 714 548 3755, 714 548 3755. Đó là số điện thoại cell phone của Phương. Không phải cell phone, là voicemail. Voicemail. Nhưng mà cell phone, chắc cell phone Phương nó kêu hoài, nhưng mà cái đây là voicemail. Cái voicemail, đây là cái số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin lại cho trung sĩ Phương Phạm. Một lần nữa số điện thoại là 714. 548. 548. 3755. 3755. 548 3755. Khi quý vị gọi cái số này thì quý vị có thể nhắn tin lại. Thì Phương sẽ trả lời gọi lại cho quý vị nếu mà để tên và số điện thoại. Chứ đừng có gọi xong rồi không để số điện thoại lại thì sẽ không bao giờ gọi lại cho được. Và xin quý vị thì nhiều khi những cái ngày nghỉ mình không có đáp được ngay lúc đó, nhưng mà hứa là Phương sẽ trả lời cho quý vị. Cái hiệp hội của ti cảnh sát chắc chắn là trong tương lai sẽ có những cái buổi gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở những cái địa điểm khác nhau. Thì những lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ mời các anh em trong ti cảnh sát Westminster cùng lên để trò chuyện với quý vị, cũng như là mỗi người lên để cho quý vị nhận diện mặt của họ như thế nào, già trẻ lớn bé, đẹp trai hay là đẹp gái, như thế nào, để khi mà chúng ta gặp gỡ hoặc là khi họ đến, cho dù là họ dừng xe của mình thì mình cũng có đây mình có gặp những cái khuôn mặt này rất là quen thuộc, để chúng ta không cảm thấy sợ hãi nữa. Phương nghĩ có vậy thì, đúng không? Đây là một cái nói chung là một cái goal của Phương để đem những anh chị em trong cái hiệp hội này
đến gần hơn và đến gặp gũi với những người cư dân trong thành phố mình. Dạ vâng, cảm ơn Phương rất là nhiều. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với tia cảnh sát Westminster là Westminster Police Department, California. Hoặc là số điện thoại để nhắn tin lại cho Phương là 714-547, phải không? 548-3755. 548-3755. Cảm ơn Phương rất là nhiều đã góp mặt, và chắc chắn rằng thì là trong tương lai chúng ta sẽ gỡ nhiều những cái khuôn mặt trẻ, hoặc là những khuôn mặt của những người con em của chúng ta trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã chấp nhận cái đời sống nguy hiểm để mà bảo vệ cho chúng ta. Và mong rằng quý vị cũng sẽ giúp cho các anh chị em trong tia cảnh sát, không riêng gì Westminster, tất cả các tia cảnh sát, cho họ cái công việc của họ dễ dàng hơn bằng cách là tuân theo luật và tuân theo những gì, những cái lời mà họ khuyến khích, để chúng ta có thể tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn Phương rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị và dạ, Phương cũng cảm ơn quý vị cho Phương cơ hội đến quý vị hôm nay. Dạ, vâng. Xin hẹn với quý vị vào tuần sau trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, và kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.